Nại chí niệm Phật Bồ Tát Cập Bích Chi Phật danh hiệu Đây cũng là một đoạn Là một phương pháp Niệm danh hiệu Phật Bồ Tát Việc này đơn giản hơn việc trước Hàm nghĩa trong danh hiệu của Phật Bồ Tát Sâu rộng vô tận danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa hàm chứa trong danh hiệu. Nhất định phải niệm cho ra tánh đức của mình. Danh hiệu của Phật là danh hiệu của tánh đức. Danh hiệu của Bồ Tát là danh hiệu của tu đức, tánh tu không hai. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Niệm danh hiệu này là niệm ra tâm từ bi của mình. Như vậy gọi là niệm quán thế âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu địa tạng Bồ Tát là niệm ra tâm hiếu kính của mình. Đó là địa tạng. Địa tạng là hiếu kính. Văn thù là trí tuệ, phổ hiền là thực tiện Thật làm. Thế nên niệm danh hiệu của Bồ Tát là phải niệm như vậy mới thực sự có công đức. Danh hiệu của Phật là Tánh Đức. Niệm Đức Phật thích Ca Mâu Ni, Đức Phật thích Ca Mâu Ni nhưng từ thanh tịnh. Thích ca nghĩa là nhân từ, mô ni nghĩa là thanh tịnh. Niệm niệm dùng tâm nhân từ để đối đại hết thảy chúng sanh. Trong hết thảy cảnh duyên, bố thí tâm thanh tịnh của mình. Đây là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Niệm A-di-đà Phật a di đà phật là vô lượng giác giác chính là không mê tâm giác bất động do đó niệm câu a di đà phật này gọi là nhất tâm xưng niệm điểm. điểm đến chỗ cực điểm thì được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm chính là tâm bất động. tâm còn bị dao động bởi những cảnh giới bên ngoài. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài vẫn còn khởi tâm độc niệm. Vậy thì không phải A Di Đà Phật. Tâm A Di Đà Phật tiếp xúc cảnh giới bên ngoài không khởi tâm, không động niệm, không có phân biệt, không có chấp trước, như vậy gọi là A Di Đà Phật. Chúng ta có thể hiểu được cách điểm như vậy. Người đến lúc mạng chung, danh hiệu như lọt vào tai, dịnh diện thành hạt giống đạo, công đức này lớn. Sức mạnh niệm Phật của chúng ta. Hiện nay, chúng ta dùng sống để giảng thì mọi người dễ hiểu. niệm lực này chính là dao động sống tâm chân thành tâm thanh tịnh thì sống này thù thắng vô cùng tuy người đã chết rồi nhưng ý thức vẫn còn Họ vẫn phải đi đầu thai Chúng ta gọi là a lại gia thức vẫn còn Nghĩa là nói hoặc nghe nơi bổn thức a lại gia thức nó vẫn đang hoạt động Hoạt động ấy cũng có dao động sống Dao động sống này của chúng ta Có thể khởi cảm ứng đạo giao Với dao động sống của người mất đây chính là gia trị, chính là họ đạt được lợi ích. Giúp họ trồng xuống hạt giống Phật trong A Lạc Gia Thức. Sức mạnh của hạt giống mạnh hay yếu là ở tại người niệm. Nếu người niệm hiểu lý, niệm niệm tương ưng, thì sức mạnh của hạt giống này lớn vô cùng. Nếu như chúng ta không hiểu rõ đạo lý này, nhưng cung kính chấp tay niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì sức mạnh này tương đối yếu. Vậy thì có lợi ích hay không? Vẫn có. Nhưng đời này không đạt được Đây là nói một số phương pháp tu phước cho chúng ta. Ở đây nêu ra một vài thí dụ. Tỳ chư chúng sanh sợ tạo ác nghiệp, kế kỳ cảm quả, tức đọa ác thú. Kế chính là sự quan sát khách quan của chúng ta. chúng ta nghĩ xem những nghiệp người ấy tạo cả đời bạn biết nhân thì sẽ biết được quả báo tương lai phật dạy rất hay muốn biết quả đời sau xem nhân gieo đời này người ấy làm những gì trong đời này nghĩ tự xem tương lai sẽ sinh vào cõi nào? Nếu như họ tạo ác nghiệp nhiều, thì dứt khoát sẽ đọa ác đạo. Trong ác đạo, bao gồm địa ngục, nhà quỷ, súc sanh, gọi là tam ác đạo. một người học Phật quan sát thì thấy rất rõ ràng. Từ tập tánh của người này, ưa thích của họ. Việc làm, sự sự, đối người tiếp vật của họ. Thì có thể phán đoán đời sau họ sinh vào cõi nào duyên <laughs> thị quyến thuộc vị lâm chung nhân tu tử thánh nhân thánh nhân là nói cúng dường phật bồ tát chư vị đặc biệt phải biết cúng dường phật bồ tát nhất định không phải cúng dường trên sự tướng nếu cúng dường trên sự tướng mà bạn liền được quả báo thù tán như vậy thì không phải đã biến thành hối lộ rồi sao khi có tội thì tặng cho phật bồ tát một chút lễ vật mong ngài sẽ bảo hộ bạn làm vậy không những không có phước mà còn tạo tội nghiệp nặng hơn nữa tại sao vậy trong tâm chúng ta xem Phật Bồ Tát cũng như tham quan ô lại. Bạn nói tội này của bạn có nặng hay không? Không những không giúp gì được cho người mất, trái lại còn làm tội nghiệp của họ nặng thêm. Cho nên, nhất định phải hiểu đằng sau của hình thức là có biểu pháp, có công phu tu trì ở trong đây không nhận tự chúng ta y giáo phụng hành. Hơn nữa, biểu pháp còn có thể khuyên mọi người như pháp tu hành. Công đức này sẽ rất lớn. Thánh nhân đã nói từ chỗ này. Làm vậy thì tội nghiệp của người mất mới có thể tiêu diệt đoạn trước có kể về những việc cô quan ngục và cô bà la môn làm những việc này đều là gương tốt chúng ta phải lắng lòng mà quan sát mà thể hội họ đã tu như thế nào